À, xin chào quý vị khán giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 60 phút cùng bác sĩ Nhi Đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bên cạnh việc chăm sóc trẻ về mặt thể chất thì sức khỏe tinh thần cũng là một trong các vấn đề cần được quan tâm trong bối cảnh hiện đại. Không chỉ ở người lớn, trẻ nhỏ cũng có những nỗi sợ hãi lo lắng riêng của chúng mà đôi khi chúng ta không nhận ra, chưa kể trẻ càng nhỏ thì khả năng giao tiếp với bố mẹ càng hạn chế hơn. Bố mẹ càng khó tiếp cận hơn với những suy nghĩ của trẻ. Lâu dần nếu mức độ lo lắng, sợ hãi của trẻ ngày càng trầm trọng thì có thể hình thành nên các rối loạn tâm lý. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một chủ đề có vẻ sẽ khá mới mẻ với một số phụ huynh, đó chính là rối loạn lo âu ở trẻ em. Đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa một Trần Kim Phú đến từ khoa tâm lý bệnh viện Nhi Đồng 1 và tôi thạc sĩ bác sĩ Trình thị Thu thủy đến từ khoa hồi sức ngoại bệnh viện nhi đồng 1 sẽ cùng đồng hành với quý vị trong buổi trò chuyện ngày hôm nay xin chào bác sĩ phú câu hỏi đầu tiên thì lo lắng và sợ là hai khái niệm khác nhau như thế nào ạ à, lo và sợ là những cái phản ứng rất là bình thường mà tất cả chúng ta đều đã trải qua à, ừ. sợ là một cái phản ứng ngay lập tức với những cái sự vật sự việc mà chúng ta cho là nguy hiểm à, chẳng hạn như chúng ta thấy một con chó đang tiến lại gần có vẻ dữ tợn thì chúng ta sẽ có biểu hiện là sợ và lúc đó chúng ta sẽ tìm cách để né tránh khỏi con chó đó trong khi lo âu là những cái phán đoán về những cái tình huống xấu có thể xảy ra à, chẳng hạn như khi chúng ta à, đã bị chó à, đuổi một lần rồi thì những lần sau chúng ta sẽ có xu hướng là lo lắng không biết là chúng ta đi cái đường đó à, chúng ta sẽ có bị à, rượt nữa hay không do đó chúng ta ừ. sẽ chuẩn bị tốt hơn cho cái tình huống à, vào lần sau à, vậy thì lo và sợ nó đều là những cái phản ứng rất là tốt của à, bản năng của chúng ta uh, giúp chúng ta né tránh khỏi nguy hiểm hoặc là chuẩn bị tốt cho những cái tình huống xấu có thể xảy ra trong tương lai. Ừ. À, chúng ta thường hay nói là trẻ em thì như là một trang giấy trắng vậy đó. À, thực tế thì mỗi ngày thì trẻ em chỉ có việc ăn chơi, học tập và ngủ thôi. Vậy thì không biết là trẻ em có thật sự gọi là lo lắng về các vấn đề gì đó không ạ? Ừ. À, đây cũng là một cái thắc mắc rất là thường gặp phụ huynh thường tới khám mà cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi à, như là à, ở nhà bé nó được chăm sóc rất là đầy đủ thì bé không có gì phải lo cả tuy nhiên ừ. chúng ta biết đây là một cái phản ứng rất là bình thường và là một cái à, một cái phản xạ của cơ thể do đó khi mà đứa trẻ nó nhận diện ở xung quanh có những cái à, sự vật sự việc khiến cho trẻ cảm thấy à, khó chịu khiến cho trẻ cảm thấy nguy hiểm thì à, trẻ sẽ có biểu hiện lo và sợ à, ở từng cái lứa tuổi chẳng hạn như là à, tuổi nhũ Nhi có thể có có nghĩa là trẻ dưới một tuổi thì chúng ta sẽ thấy trẻ sẽ có biểu hiện sợ người lạ à, khi trẻ đối diện với những người mà trẻ không biết rõ thì trẻ sẽ có xu hướng né tránh không muốn cho người đó tiếp cận gần à, ở tuổi này trẻ cũng sẽ có những cái biểu hiện sợ với những cái đồ vật mà phát ra âm thanh lớn À, khi trẻ lớn dần lên ha, đến khoảng hai ba bốn tuổi thì trường, thường á, trẻ sẽ gắn kết rất là tốt với ba mẹ do đó tuổi này trẻ sẽ có những cái à, nỗi lo liên quan đến chuyện tách rời khỏi ba mẹ à, trẻ sẽ luôn luôn muốn biết á, là ba mẹ đang ở đâu à, mẹ khi nào mới về à, tuổi này thì à, trẻ cũng sẽ có những cái um, sợ đặc hiệu chẳng hạn như là sợ những cái um, con quái vật mà trẻ xem thấy ở trong tv à, À, như vậy thì nếu như mà khi mà trẻ lớn lên bắt đầu đi học hoặc là bước vào cái độ tuổi vị thành niên thì chắc chắn là các cái nỗi sợ của trẻ cũng sẽ phải thay đổi phải không ạ? Ừ. À, khi trẻ đến cái tuổi đi học á có nghĩa là trẻ tiếp cận rất nhiều với những cái nguồn thông tin khác nhau ừ. à, được trò chuyện với bạn bè thì lúc này trẻ sẽ có những cái biểu hiện sợ với những cái tình huống à, có thể xảy ra ở ngoài xã hội chẳng hạn như trẻ sẽ có à, lo sợ những cái à, như là hỏa hoạn, à, sợ lũ lụt hoặc là sợ vi khuẩn, virus hoặc là sợ bị bắt cóc. ở tuổi này bắt đầu trẻ sẽ đi học do đó trẻ cũng sẽ bận tâm đến kết quả điểm số của mình. khi trẻ lớn hơn nữa ở giai đoạn mà vị thành niên á thì thường trẻ sẽ tập trung chú yếu tập trung chú ý nhiều đến sự tương tác giữa trẻ với là những những bạn trong lớp do đó tuổi này thường trẻ sẽ lo lắng liên quan đến chuyện là mình làm điều đó có phù hợp với bạn hay không và bạn sẽ suy nghĩ như thế nào về mình. À, như vậy thì tất cả các cái nỗi sợ đó theo từng cái giai đoạn phát triển thì có phải là đều là bình thường theo theo độ tuổi không ạ? À, à, lo và sợ đa phần nếu chúng ta thấy à, ít có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ ừ. thì à, đó gọi là bình thường. Tuy dạ. nhiên chúng ta sẽ có những cái à, đặc điểm để chúng ta nhận diện đó là lo và sợ bất thường thứ nhất là về mức độ biểu hiện của lo và sợ nếu như chúng ta thấy trẻ chỉ biểu hiện lo sợ với mức độ phù hợp chẳng hạn một cái tình huống trẻ mới đi học ngày đầu trẻ sẽ biểu hiện có thể là nếu ba mẹ khóc hoặc thậm chí có thể nói là con không muốn đi học đâu con muốn đi về tuy nhiên đó là biểu hiện của phần đông các trẻ nếu như trẻ biểu hiện mức độ nặng hơn chẳng hạn như trẻ khóc có hành vi la hét hoặc thậm chí là đánh, quăng ném đồ thì đó đó có thể là dấu hiệu bất thường. Đặc điểm thứ hai là về tần suất xuất hiện những cái biểu hiện này. Nếu chỉ xuất hiện vài ngày đầu rồi sau đó mất dần thì đó là bình thường. Còn nếu như bé vẫn tiếp tục biểu hiện những cái hành vi tương tự hay kéo dài nhiều tuần thậm chí là nhiều tháng thì đó là biểu hiện cho thấy đây là một dấu hiệu của lâu bất thường. À, à, cái tình huống xuất hiện cái lo lắng cũng là một cái à, yếu tố chúng ta cần xem xét ha nếu như xuất hiện ở những cái tình huống mà chúng ta cũng cảm nhận đó là đáng sợ chẳng hạn như gặp một con chó dữ chẳng hạn thì ừ. đó là bình thường tuy nhiên nếu mức độ lo lắng nó nhiều hơn trẻ sẽ có biểu hiện sợ ở những ở một số cái tình huống như là à, thấy những cái hình ảnh à, những con chó nhồi bông hoặc những cái hình ảnh à, hoặc hình mà trẻ cũng biểu hiện sợ thì đó là dấu hiệu bất thường yeah. à, cuối cùng đó là À, sợ thì chúng ta phải giải thích được vì sợ và lo lắng phải có một yếu tố kích gợi à, nếu như sợ và lo biểu hiện mà không có yếu tố kích gợi trẻ đột ngột xuất hiện những cái cơn hoảng sợ ừ. à, mà chúng ta không giải thích được thì lúc đó chúng ta à, nên đi khám và tìm nguyên nhân à, vậy thưa bác sĩ thì vậy thì khi nào thì mới phải gọi là rối loạn lo âu ạ à? à, được gọi là rối loạn lo âu nếu như mà những cái biểu hiện này nó đạt bốn cái tiêu chí thứ nhất là lo âu gây hành vi né tránh một cách rõ rệt trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyện tiếp cận với yếu tố gây sợ dẫn đến trẻ sẽ né tránh chẳng hạn như né tránh đi học né tránh tham gia những cái hoạt động thể thao né tránh đi tới những cái môi trường khiến trẻ gặp những cái yếu tố mà làm cho trẻ cảm thấy sợ cái tiêu chuẩn thứ hai đó là lo âu à, ngăn cản sự phát triển bình thường của trẻ à, chúng ta biết là trẻ học ở trường à, nếu mà à, gặp những cái căng thẳng lo lắng thì trẻ sẽ rất là khó khăn trong cái chuyện tập trung chú ý à, ừ. ở một số trẻ thì dành rất nhiều thời gian để phải ở trong những cái phòng chăm sóc y tế hoặc là phải gọi ba mẹ lên để đón về về những triệu chứng à, lo âu như là đau bụng đau đầu à, trẻ đi học ở trường không những học kiến thức mà chúng ta còn phải hỗ trợ trẻ phát triển những kỹ năng xã hội. thì ở những trẻ có rối loạn lo âu đặc biệt lo âu, đặc biệt là lo âu xã hội thì trẻ gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyện tương tác giữa người với người dẫn đến những cái kỹ năng liên quan đến kết bạn duy trì mối quan hệ hoặc là làm việc nhóm sẽ rất khó để phát triển. cái đặc điểm thứ ba đó là lo âu gây khó chịu cho cả gia đình và cho cả trẻ. ở những trẻ mà có những cái biểu hiện lo âu thì trẻ sẽ có cảm giác căng thẳng, à, hồi hộp nếu chỉ kéo dài vài ngày thì không phải là vấn đề nhưng mà nếu à, trẻ à, cảm nhận cái à, cái khó khăn này từ từ vài tuần hoặc thậm chí vài tháng thì đó là vấn đề chúng ta cần phải hỗ trợ à, gia đình mà có có trẻ mắc rối loạn lo âu á, thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyện à, có thể tiếp cận với những cái tình huống chẳng hạn như trẻ không thể uh, đi học thì ba mẹ không thể đi làm hoặc là cả gia đình không thể ra ngoài chơi vì trẻ uh, lo sợ và cái tiêu chuẩn cuối cùng là về mặt thời gian uh, biểu hiện chỉ vài ngày vài tuần thì không phải là vấn đề tuy nhiên nếu như biểu hiện kéo dài từ nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng thì uh, lúc đó uh, chúng ta uh, gọi đó là rối loạn lâu À, vâng như vậy thì để phải gọi là rối loạn lo âu khi mà nó phải có đầy đủ được bốn yếu tố yếu tố thứ nhất đó là lo âu gây ra hành vi né tránh yếu tố thứ hai đó là lo âu gây cản trở đến sự phát triển của trẻ à, yếu tố thứ ba là lo âu gây ra ảnh hưởng đến chất lượng sống của cả các cái hành vi trong gia đình và cuối cùng yếu tố thời gian cũng cực kỳ quan trọng nếu như mà khoảng thời gian ngày càng kéo dài thì cái rối loạn lo âu nó sẽ ngày càng uh, hình thành rõ phải không ạ À, như vậy thì à, thưa bác sĩ thì hiện nay thì rối loạn lo âu có thường gặp ở trẻ em không ạ à? À, à, rối loạn lo âu là ừ. một trong những cái dạng rối loạn liên quan đến sức khỏe tinh thần rất là phổ biến à, ừ. Ở một số cái thống kê thì chúng ta thấy là khoảng chừng 12 đến 20% những trẻ à, Sẽ có biểu hiện lo âu mà nó đạt cái mức khiến cho à, cản trở đến sự phát triển của trẻ à, Như thế chúng ta có thể à, ở trong một cái lớp khoảng chừng 30 bạn đi Thì chúng ta thấy có khoảng từ 3 đến 6 bạn mắc cái rối loạn lo âu Mà nếu, nếu như không được hỗ trợ thì cái tiềm năng phát triển của trẻ nó sẽ bị hạn chế Ừ. À, như vậy thì rối loạn lo âu thường nó sẽ biểu hiện như thế nào ạ? À, thường á, thì rối loạn lo âu sẽ biểu hiện à, thành ba cái nhóm triệu chứng chính thứ nhất là nhóm triệu chứng về mặt à, suy nghĩ hoặc là niềm tin của trẻ à, nhóm triệu chứng thứ hai là về mặt à, những cái biểu hiện trên cơ thể và nhóm triệu chứng thứ ba là những cái biểu hiện về những cái hành vi à, với nhóm triệu chứng thứ nhất thì à, thường à, những trẻ có rối loạn lo âu hoặc thậm chí là người lớn có rối loạn lo âu thì thường chúng ta sẽ nhìn nhận những cái thế giới xung quanh của mình á nó rất nhiều những cái nguy hiểm à, ừ. chẳng hạn như à, trẻ đến một cái bữa tiệc sinh nhật thì chúng ta thấy đây là một cái à, một cái niềm vui với đa phần các trẻ tuy nhiên đối với trẻ có rối loạn lo âu quá thì thay vì trẻ để tâm đến những cái như là à, thức ăn ngon hoặc là được chơi với bạn thì những trẻ này thường sẽ có xu hướng lo lắng chẳng hạn như lo lắng bị bạn bè trêu chọc hoặc là lo lắng là cái món quà của mình bạn có thích hay không Ừ. À, cái nhóm triệu chứng thứ hai đó là nhóm triệu chứng về mặt cơ thể à, trẻ mà có rối loạn lo âu thì thường sẽ có những cái biểu hiện trên cơ thể như là hồi hộp tim đập nhanh run hoặc là đau bụng đau đầu à, thì đây là một trong những cái triệu chứng mà à, khiến cho phụ huynh rất là bối rối à, thì thường khi mà trẻ có những cái triệu chứng này á, thì phụ huynh sẽ đi khám ở những cái chuyên khoa như là tiêu hóa tim mạch hoặc là à, thần kinh Ừ. À, nhưng mà sau khi được xét nghiệm nhiều lần hoặc là à, bác sĩ đã thăm khám rất là kỹ thì thường bác sĩ sẽ loại trừ những cái vấn đề liên quan đến thực thể và yêu cầu khám tâm lý À, khi khi phụ huynh tới khám tâm lý thì họ rất là thắc mắc là vì sao con tôi đau bụng mà đề đi khám tâm lý à, nhưng mà chúng ta biết là khi mà cơ thể chúng ta căng thẳng khi mà à, khi mà đầu óc chúng ta căng thẳng á, thì những cái cơ quan trên cơ thể nó cũng sẽ không thể ngồi yên được do đó những cái cơ quan nó cũng sẽ bị kích hoạt như tim nó sẽ đập nhanh hồi hộp hoặc là những cái hệ thống những cái hệ thống tiêu hóa nó sẽ bị trì trệ dẫn đến đứa nhỏ cảm thấy đau bụng hoặc là nôn ói cái nhóm triệu chứng thứ ba là về mặt hành vi à, thì cái triệu chứng nổi bật nhất đó là những cái hành vi né tránh trẻ sẽ không muốn tiếp cận với những yếu tố trẻ sợ à, tuy nhiên á, à, thì nếu chúng ta vẫn cho trẻ tiếp cận với im cái à, cái yếu tố một cách mà mà, mà quá bạo lực á, thì đôi khi trẻ sẽ có biểu hiện à, phản kháng lại ha như la hét hoặc là à, thậm chí là chạy trốn khỏi cái nơi đó à, ở một số trẻ À, nếu mà cái cảm giác căng thẳng kéo dài à, mà trẻ không có cách nào để giải tỏa thì à, một số trẻ sẽ chọn cái cách là tự làm đau mình chẳng hạn như trẻ có sẽ có biểu hiện là nhổ tóc hoặc là à, tự làm đau ngắt nhéo cơ thể à, một số trẻ khác sẽ có biểu hiện là cắn móng tay thì đây cũng là những cái dấu hiệu để phụ huynh có thể lưu ý thưa bác sĩ thì không biết là rối loạn lo âu có thể được chia làm nhiều loại không ạ À, phân biệt các dạng của rối loạn lo âu dựa trên cái yếu tố kích gợi à, chúng ta có rối loạn lo âu chia ly là một dạng à, mà khi đứa trẻ à, sẽ có biểu hiện lo lắng khi phải tách rời ba mẹ à, thường trẻ sẽ không muốn ba mẹ đi làm không muốn à, ngủ riêng hoặc là à, không muốn đi học dạng thứ hai là rối loạn lo âu xã hội trẻ thường lo lắng ở những cái tình huống mà người khác sẽ đánh giá không tốt về mình do đó trẻ thường sẽ có những cái biểu hiện như né tránh những cái tương tác giữa người với người hoặc là né tránh những cái tình huống mà người khác sẽ quan sát mình cái dạng thứ ba đó là sợ đặc hiệu thì thường trẻ sẽ cảm thấy lo sợ với một số yếu tố mà có thể làm cho trẻ gặp nguy hiểm chẳng hạn như một số loài động vật một số loài côn trùng sợ tiếng động lớn như là sợ trời sấm chớp hoặc là sợ kim tim hoặc là sợ bóng tối cái dạng một cái dạng rất là thường gặp nữa đó là rối loạn lâu lan tỏa trẻ thường sẽ lo lắng rất là nhiều chủ đề lan tỏa nhiều tình huống chẳng hạn như chủ đề liên quan đến tài chính trong gia đình liên quan đến kết quả học tập liên quan đến vấn đề sức khỏe và những cái um, yếu tố những cái vấn đề nhỏ nhặt khác trong cuộc sống như vậy thì ngoài bốn nhóm chính ra thì chúng ta còn có thể gặp được các cái nhóm rối loạn lo âu nào khác hay không? Các dạng rối loạn lo âu hiếm gặp hơn thì chúng ta sẽ có như là uh, agoraphobia thì ở một số nguồn người ta sẽ dịch đó là rối loạn sợ khoảng rộng. Tuy nhiên đúng theo định nghĩa thì trẻ sẽ thường uh, né tránh hoặc là sợ những cái tình huống mà nếu có sự uh, sự cố xảy ra thì trẻ sẽ khó lòng có thể trốn thoát được. Ví dụ như là những cái phương tiện công cộng, uh, những cái không gian mở, không gian đóng kín. À, cái dạng thứ hai đó là rối loạn hoảng loạn thì thường trẻ sẽ đã từng trải qua hoặc là sợ những cái à, sợ những cái à, tình huống mà trẻ lên cái cơn hoảng loạn đó là những cái à, những cái cơn trẻ sẽ cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh à, cảm thấy choáng à, cảm thấy rung à, những cái cơn này thường nó xuất hiện rất là nhanh và đặc định rất là nhanh à, một cái dạng nữa đó là câm lính chọn lọc thì những cái trẻ này thường á, thì có cái khả năng ngôn ngữ rất là bình thường à, ở nhà thì bé nói rất là nhiều nhưng mà khi đến những cái nơi như là trường học á, những cái nơi đông người á thì hầu như trẻ sẽ không nói gì hết. À còn một dạng cuối cùng đó là rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì những cái bạn có cái dạng rối loạn này thường sẽ có những cái suy nghĩ lặp đi lặp lại ở trong đầu và những cái suy nghĩ này làm cho đứa nhỏ cảm thấy rất là khó chịu và bé thường sẽ xuất hiện những cái hành vi để làm giảm cái cảm giác khó chịu những cái cảm giác lo lắng này chẳng hạn như trẻ sẽ cảm thấy những cái bề mặt trẻ tiếp xúc rất là dơ do đó trẻ sẽ có xu hướng là phải rửa tay rất là nhiều lần mặc dù trẻ biết cái cái đó là sai nhưng mà trẻ rất là khó để cưỡng lại được Ừ. À, thưa bác sĩ vậy thì các cái nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu um, là những nguyên nhân nào ạ thì um, rối loạn lo âu sẽ có những cái yếu tố nguy cơ uh, yếu tố nguy cơ đầu tiên nó liên quan đến gen và và gia đình thì ừ. thường trẻ sinh ra trong những cái gia đình mà có uh, người mắc rối loạn lo âu thì tỷ lệ trẻ mắc rối loạn lo âu sẽ rất là cao um, cái nhóm nguyên nhân thứ hai là uh, liên quan đến môi trường nếu trẻ sinh sống trong một cái môi trường mà có những cái người thân uh, có biểu hiện của rối loạn lo âu thì trẻ cũng có xu hướng mắc cái rối loạn này cao hơn so với dân số chung uh, cái nhóm nguyên nhân thứ ba là liên quan đến những cái stress đứa nhỏ gặp uh, trong cuộc sống thì thường đó, đó là những cái uh, sự kiện như là uh, bị bạo hành uh, trẻ chứng kiến uh, ba mẹ cãi nhau uh, hoặc là trẻ trải qua những cái tai nạn uh, nghiêm trọng À, như vậy thì có cái cái khoảng thời gian nào trong năm mà tại khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng một đặc biệt tiếp nhận nhiều số lượng các cái bé đến khám thì rối loạn lo không ạ à? ừ, thường á thì ở trẻ em thì chúng ta sẽ thấy nó có hai cái hai cái khoảng thời gian thứ nhất là khai giảng và ừ. cái thứ hai là những cái giai đoạn thi cử đó là những cái lúc mà trẻ sẽ gặp cái stress khá là nhiều ha thì những cái giai đoạn mà bắt đầu năm học thì trẻ những cái trẻ nhỏ những cái trẻ bắt đầu đi học thì thường phụ huynh sẽ đem con đi khám rất là nhiều vì trẻ cảm thấy căng thẳng lo lắng khi đi học ở những cái giai đoạn thi cử thì thường những cái trẻ lớn hơn một chút xíu những cái trẻ mà bắt đầu quan tâm đến điểm số thành tích của mình á thì thường trẻ sẽ có biểu hiện căng thẳng và phụ huynh thường đem con đi khám ở cái giai đoạn này Ừ. À, còn một cái giai đoạn nữa cũng à, rất là thường gặp đó là những cái giai đoạn sau một kỳ nghỉ lễ dài thì thường ừ. những cái trẻ mà đã được nghỉ một cái khoảng thời gian dài á thì khi vô năm học thì thường trẻ có xu hướng là né tránh cái chuyện đi học à, thì ừ. trong cái nhóm này thì cũng sẽ có một số bạn có biểu hiện lo âu ừ. à, à, như vậy khi mà phụ huynh nhận biết thấy coi mình có những cái dấu hiệu của lo âu sợ hãi vậy thì uh, cha mẹ có thể làm gì ở nhà để mà giúp trấn an trẻ cũng như là giúp trẻ vượt qua được nỗi lo âu, sợ hãi ạ à? dạ yeah. uh, thì uh, để uh, phụ huynh có thể giúp cho trẻ thì chúng ta sẽ hiểu về một cái uh, khái niệm gọi là vòng lặp lo lắng uh, thì uh, ở đây có một cái ví dụ À, đến giờ đi học á thì thường những cái trẻ mà có à, lâu chia ly thì thường trẻ rất là sợ phải tách khỏi ba mẹ à, trẻ sẽ có cảm giác là hồi hộp cồn cào trong bụng à, chính cái à, cảm giác này khiến cho trẻ có một cái động lực đó là phải né tránh né ừ. tránh cái, à, cái 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 cảm giác lo lắng bằng cách trẻ sẽ xuất hiện những cái hành vi như khóc la hét hoặc là đôi, đòi ở nhà và chính cái à, hành vi này khiến cho phụ huynh sẽ quyết định cho trẻ ở nhà và À, sau khi trẻ ở nhà thì à, cái cảm giác lo lắng, cái những cái triệu chứng trên cơ thể nó giảm đi à, và à, trẻ học được một điều đó, đó là hành vi né tránh là cách tốt nhất để làm giảm lo âu. À, tuy nhiên á thì trẻ càng được né tránh á, thì cái lo âu nó lại càng duy trì trong tương lai. Vì chúng ta biết là để giảm cái lo âu thì chỉ có cách là đối diện với những cái yếu tố khiến mình sợ. À, khi mình đối diện, mình tập làm quen với cái chuyện đó thì cái nỗi sợ nó sẽ mất đi. À, vậy thì à, chúng ta sẽ có ba cái kỹ thuật nha. Ở đây có rất nhiều cái kỹ thuật tuy nhiên á chúng ta sẽ thấy ở ba cái kỹ thuật đầu tiên đó là những cái kỹ thuật có hiệu quả nhất cái cột màu xám mà nó càng dài có nghĩa là nó càng có hiệu quả. Thì kỹ thuật thứ nhất đó là kỹ thuật phơi nhiễm hay còn gọi là tiếp cận dần với yếu tố gây sợ thì kỹ thuật này nó đánh đúng vào cái hành vi né tránh À, cái kỹ thuật thứ hai đó là kỹ thuật thư giãn à, thì kỹ thuật này nó giúp làm giảm những cái triệu chứng triệu chứng cơ thể và cái kỹ thuật thứ ba đó là kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức thì giúp cho đứa nhỏ nó suy nghĩ à, nó đưa ra những cái suy nghĩ làm cho đứa nhỏ cảm thấy à, bình tĩnh hơn à, thì chúng ta sẽ đi vào cái kỹ thuật thứ nhất đó là tiếp cận dần với yếu tố gây sợ. Đây là một cái kỹ thuật mà hiệu quả nhất trong cả ba và nó là một cái rất là dễ, rất là đơn giản để phụ huynh có thể làm ở nhà. Thì để mà làm được chuyện này thì việc đầu tiên chúng ta phải biết được cái yếu tố khiến trẻ lo lắng. Thì ở đây chúng ta thấy là trẻ lo lắng nếu tách khỏi ba mẹ thì mẹ sẽ gặp tai nạn hoặc là bị bắt mất thì À, mục tiêu lúc này của chúng ta đó là à, chúng ta đặt một mục tiêu rất là cụ thể là bé nó có thể ở nhà với chị hai à, khi mà mẹ đi làm ca đêm thì để làm được chuyện này thì chúng ta phải làm cho trẻ nó tiếp cận dần với yếu tố gây sợ bằng cách chúng ta chia nhỏ cái mục tiêu ra à, những cái mục tiêu càng dễ thì chúng ta làm đầu tiên những cái mục tiêu khó chúng ta làm à, sau này và với những cái mục tiêu khó hơn á, thì cái phần thưởng nó sẽ lớn hơn ví dụ như chúng ta thấy ở bậc một thì chúng ta sẽ cho là à, trẻ ở nhà với ba trong khi mẹ đi làm trong vòng 15 phút thôi. À, đi chợ hoặc đi làm trong vòng 15 phút. Thì đối với cái việc này nếu trẻ nó làm được thì cái phần thưởng nó sẽ là à, được à, đọc thêm một cái câu chuyện à, vào cái buổi tối trước khi đi ngủ. À, à, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta sẽ tăng cái độ khó lên. Ví dụ như à, độ khó tiếp theo là ở nhà với bà ngoại trong vòng 30 phút. Rồi à, độ khó tiếp theo đó là ở nhà với chị hai trong buổi sáng. Rồi ở nhà với chị hai vài tiếng vài tiếng trong à, buổi đêm và cuối cùng mới là ở nhà với chị hai à, khi mẹ đi làm ca đêm đó là cái mục tiêu cuối cùng. Ha. Ừ. vậy khi đứa trẻ nó tiếp cận dần với cái yếu tố gây sợ và nó được những cái phần thưởng đồng nghĩa với cái chuyện đó là trẻ sẽ cảm thấy là những cái nỗi sợ trước đây của con á thực ra nó cũng không quá đáng sợ ha à, cái kỹ thuật thứ hai đó là cái kỹ thuật thư giãn thì cái này nó đánh vào cái triệu chứng cơ thể ha à, thì chúng ta biết là khi mà những cái cơ quan nó được bị kích thích khi mà mình lo uh, lo lắng á thì uh, một trong những cái cách giúp cho giảm cái triệu chứng này đó là chúng ta hít thở chậm thì ở trẻ thì không thể nào chúng ta kêu con hít 5 giây thở 5 giây uh, con rất là khó để có thể làm theo thì do chúng ta sẽ có thể là uh, cắt cái hình ngôi sao này ra ha rồi tới cái đáy thì mình sẽ cho trẻ nó thở ra rồi hít vào rồi tới cái đỉnh thì chúng ta kêu trẻ nó ngưng thở uh, một chút xíu rồi xong cái uh, tiếp tục thở ra hít vào ha thì khi với cái nhịp thở chậm À, như vậy thì có thể làm giảm các triệu chứng à, liên quan đến à, lo âu hoặc là những cái kỹ thuật liên quan đến à, co giãn cơ, ha đây cũng là những cái kỹ thuật giúp giảm các triệu chứng cơ thể rất là tốt. thì phụ huynh có thể áp dụng cái này. À, thì ừ. hai cái kỹ thuật này là những cái kỹ thuật à, hiệu quả à, đứng đầu trong cái chuyện giảm những cái triệu chứng à, lo âu và giúp cho trẻ nó càng ngày nó càng à, tốt hơn. À, cái kỹ thuật thứ ba thì thường được áp dụng ở à, những trẻ à, lớn Gọi là kỹ thuật tái có trúc nhận thức à, Thì à, để làm được kỹ thuật này Thì đương nhiên chúng ta cũng phải biết được nỗi sợ của con là cái gì à, Ví dụ như ở trong cái à, ví dụ đây Thì chúng ta sẽ thấy là à, Cái sự kiện đó là đến giờ tan trường ha Trẻ ngồi một mình à, trong vòng 20 phút mà chưa thấy mẹ tới Thì đối với trẻ mà có lo chi ly Thì thường trẻ nó sẽ có những cái suy nghĩ đó là Chắc chắn mẹ gặp tai nạn rồi à, Thì à, chính cái suy nghĩ này làm kích hoạt cái lo lắng của trẻ lên À, vậy thì à, chúng ta sẽ phải dạy cho trẻ đặt ra những cái câu hỏi để à, xem coi là liệu cái suy nghĩ này nó có phù hợp hay không à, Ví dụ chúng ta đặt một cái câu hỏi đó là sự thật là cái gì Thì sự thật nó dựa trên sự kiện đó là mẹ đang à, đi làm trẻ 20 phút à, Xin lỗi mẹ đang à, đi đón con trẻ 20 phút À, à, có cách nào để giải thích cái sự kiện này không? À, thì à, thay vì cái việc là nghĩ là mẹ gặp tai nạn thì có thể là mẹ đang à, mua trà sữa cho mình hoặc là à, mẹ đang à, bị kẹt xe. À, à, tiếp theo là chúng ta à, sẽ cho trẻ thấy là những cái lần trước đây trong quá khứ á, mỗi lần trẻ lo á, thì chuyện gì sẽ xảy ra? À, thì trẻ nó trả lời là ba lần trước con cũng à, à, bị mẹ à, cho leo cây chưa có kịp đón thì cuối cùng mẹ cũng tới. Ha. và cuối cùng đó là chúng ta à, dựa vào những cái lo lắng của trẻ mình áp vô những người xung quanh coi nó có đúng hay không ha, thì à, ngay lúc đó thì cũng có những cái bạn khác cũng à, bị à, đón trẻ ha thì chắc chắn à, không phải tất cả những cái phụ huynh này đều à, đều bị gặp tai nạn hết ha thì khi mình cho đứa trẻ nó nó nhìn nhận một cách à, khách quan hơn về những cái à, sự kiện đang xảy ra ha thì đứa trẻ nó có thể đưa ra một cái suy nghĩ à, khiến cho trẻ nó bình tĩnh hơn đó là mẹ đón mình trẻ và mẹ sẽ tới thôi. và khi đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ như vậy á, thì cái cái cảm giác lo lắng, những cái triệu chứng cơ thể nó sẽ giảm đi. Thì đây cũng là một cách để giúp cho phụ huynh có thể bàn luận với trẻ và đưa ra những cái cái cách suy nghĩ giúp cho trẻ giảm đi những cái lo lắng thế là ở thời điểm hiện tại là đang đến mùa thi học kỳ như vậy thì bác sĩ có thể đưa ra các cái lời khuyên nào để giúp cho quý phụ huynh ở nhà không gây ra quá nhiều áp lực cho trẻ nhưng mà trẻ vẫn có thể hoàn thành tốt được bài kiểm tra của mình không ạ? Ừ. À, thời điểm hiện tại là cái giai đoạn sắp thi do đó à, những cái trẻ đi khám liên quan đến rối loạn lo âu cũng rất là nhiều thì à, để chúng ta có thể hỗ trợ cho trẻ thì đầu tiên chúng ta phải coi coi là cái suy nghĩ khiến trẻ nó cảm thấy căng thẳng hồi hộp là cái gì thì chẳng hạn như là một số trẻ sẽ lo lắng là à, ngày mai con đi thi à, điểm chắc chắn sẽ bị bị kém ha à, vậy thì khi mà đứa nhỏ nó suy nghĩ cái cái ý tưởng đó thì sẽ kích hoạt cái hệ thống liên quan đến à, hệ thần kinh thực vật khiến cho trẻ cảm thấy lo lắng cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh thì lúc đó là chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật thư giãn à, chúng ta sẽ ngồi với con ha tập cái bài tập hít thở để trẻ nó cảm thấy à, bình tĩnh hơn thì khi bình tĩnh hơn thì trẻ mới à, sáng suốt hơn trong suy nghĩ cái thứ hai đó là chúng ta sẽ ngồi để phân tích với trẻ liệu coi là cái suy nghĩ của con nó đúng hay không thì chúng ta sẽ cũng sẽ đặt những cái câu hỏi chẳng hạn như là sự thật là cái gì sự ừ. thật là con chuẩn bị thi thôi ừ. những cái kinh nghiệm trong quá khứ của con sao thì những lần trước con cũng lo lắng hồi hộp nhưng mà kết quả của con thì không đến nổi quá tệ cái thứ ba đó là chúng ta sẽ sẽ xem coi là liệu là kết quả có kém đi nữa thì có chuyện gì xảy ra hay không Đây ừ. chị à, một số trẻ thì sẽ cảm nhận đó là cái chuyện thi kém là một cái gì đó rất là tệ à, tuy nhiên á, thì à, mình vẫn có thể à, kết quả nó vẫn không đến nỗi tệ và chúng ta có thể cố gắng vào lần tiếp theo à, ừ. thì đó là những cái suy nghĩ à, mặc dù không phải là giúp cho trẻ hoàn toàn hết lo lắng nhưng mà cũng thể giúp cho trẻ giảm đi được cái cái căng thẳng từ đó thì chúng ta sẽ giúp cho trẻ quyết định sẽ đi thi chứ không phải là né tránh vì một số trẻ khi mà quá căng thẳng thì trẻ quyết định là không chịu đi học luôn do đó chúng ta sẽ cố gắng làm cái kỹ thuật thư giãn hoặc là cái kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức nhưng mà mục tiêu cuối cùng đó là chúng ta cho trẻ nó đối diện với cái nỗi sợ như vậy thì những cái dấu hiệu nào để mà giúp quý phụ huynh có thể nhận biết được con em mình đang có tình trạng rối loạn lo âu và cần phải được đưa đến thăm khám tại bệnh viện ạ? À? Ừ, ờ, thì sẽ có những cái bài kiểm tra hoặc người ta hay gọi là những cái bài sàng lọc rối loạn lo âu. Tuy nhiên ở đây thì Phú cũng đưa ra bốn cái câu hỏi và khi mà chúng ta trả lời là có ở một trong bốn cái câu hỏi này thì ừ. chúng ta nên đưa trẻ đi tới khám ha. À, câu hỏi thứ nhất đó là à, trẻ có thường bắt mình à, an ủi hầu như mỗi ngày hay không à, câu hỏi thứ hai đó là à, trẻ có né tránh những cái việc à, phù hợp với phát triển hoặc là trẻ cần phải làm à, nếu như có sự hiện diện của phụ huynh hay không à, câu hỏi thứ ba đó là trẻ có những cái biểu hiện liên quan đến triệu chứng cơ thể như đau bụng đau đầu hoặc là hồi hộp mặc dù đã đi khám rất nhiều nơi nhưng mà vẫn không có phát hiện liên quan đến bệnh lý thực thể hay không và cuối cùng là trẻ có những cái hành vi hoặc là những cái à, hành động mà chúng ta ừ. không có giải thích được mà lặp đi lặp lại mỗi ngày hay không ừ. à, thưa bác sĩ thì đối với rối loạn lao âu thì không biết là trẻ có cần phải làm những cái xét nghiệm uh, máu hay là chẩn đoán hình ảnh nào không ạ ừ. à, ở rối loạn lao âu á, thì uh, chúng ta không có xét nghiệm máu hay là uh, xét nghiệm liên quan đến hình ảnh học để uh, có thể chẩn đoán À, đa phần cái việc chẩn đoán dựa trên những cái thông tin của phụ huynh và ừ. cái cái phỏng vấn trẻ trong lúc thăm khám. Nha. Yeah. À, như vậy thì hiện nay tại khoa tâm lý bệnh viện Nhi đồng 1, chúng ta đang triển khai các phương pháp điều trị rối loạn lo âu như thế nào ạ? À, ở khoa tâm lý của bệnh viện Nhi đồng 1 thì à, điều trị rối loạn lo âu à, cũng sẽ dựa vào hai à, hai cái nhóm chính. À, thứ nhất là nhóm điều trị bằng thuốc. À, thì à, thời điểm hiện tại ở à, ở Việt Nam mình sẽ có những cái nhóm thuốc à, điều trị tương đối là hiệu quả ít tác dụng phụ trẻ dung nạp khá là tốt à, cái nhóm điều trị thứ hai là nhóm điều trị liên quan đến tâm lý có nghĩa là à, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với đứa nhỏ ha à, giúp đứa nhỏ nhận diện ra những cái suy nghĩ khiến cho mình à, lo lắng À, khiến cho mình xuất hiện các triệu chứng cơ thể và khiến cho mình có những cái hành vi à, từ đó chúng ta sẽ à, sử dụng những cái kỹ thuật để à, giảm bớt những cái à, à, cái suy, suy nghĩ lo lắng cũng như giảm bớt những triệu chứng cơ thể hoặc là hành vi này thì khi chúng ta cắt được cái vòng lặp này á thì ừ. cái à, triệu chứng lo âu nó sẽ giảm thì tùy vào cái mức độ của từng trẻ mà chúng ta sẽ quyết định là chỉ điều trị tâm lý không hoặc là ừ. áp dụng cả tâm lý và điều trị thuốc Dạ. Yeah. À, như vậy thì một cái khoảng thời gian điều trị nó sẽ kéo dài khoảng bao lâu ạ? À? À, thường á thì à, với điều trị à, thuốc á, thì chúng ta thường sẽ phải à, điều trị một khoảng thời gian dài ha từ lúc mà trẻ có à, cải thiện à, thì chúng ta sẽ duy trì một khoảng thời gian là khoảng chừng 6 đến 9 tháng. Ừ. thưa bác sĩ về yếu tố gia đình thì gia đình sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái quá trình điều trị cho, cho trẻ ừ. gia đình á đó, đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng ha như chúng ta ừ. thấy ở cái yếu tố nguy cơ này chúng ta thấy đó là cái môi trường sẽ là cái yếu tố khiến cho cái lo có thể nó duy trì một trong những cái rất là quan trọng đó là phụ huynh cần phải bình tĩnh trong những cái tình huống con đang lo lắng À, đặc biệt là chúng ta biết đó là lo âu nó liên quan đến gen có nghĩa là khi con có lo lắng thì à, ba mẹ cũng có thể là là người có lo lắng à, à, ừ. do đó à, nếu chúng ta cũng à, là người có những cái biểu hiện lo lắng thì chúng ta có thể à, nhân tiện sử dụng cái à, cái cơ hội đó để chúng ta làm mẫu cho con mình à, chúng ta có thể à, à, làm mẫu bằng cách tập những bài tập thư giãn à, ừ. chúng ta sẽ tiếp cận dần với yếu tố khi sợ là chúng ta sẽ à, ngồi à, suy nghĩ những cái à, phân tích những cái suy nghĩ của chúng ta nó có phù hợp hay không và có những cái cái giải thích nào phù hợp hơn khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn hay không Thì đó là những cái cái cách có thể mình sẽ làm mẫu cho con, À, tuy nhiên á, nếu như phụ huynh luôn luôn mình cảm thấy là mình quá căng thẳng, mình cảm thấy mất ngủ, mình cảm thấy à, suy nghĩ quá nhiều mà áp dụng những cái kỹ thuật này chưa có cải thiện thì chúng ta à, một cái việc chúng ta nên làm tiếp theo đó là chúng ta nên đi khám à, khi chúng ta điều trị và ổn á thì à, đó là cái cơ hội để giúp cho con mình nó ổn. <laughs> yeah. À, thực tế thì gia đình đúng là đóng một vai trò rất là quan trọng gia đình có thể là yếu tố nguy cơ có thể là nguyên nhân và cũng có thể sẽ góp phần rất quan trọng trong quá trình điều trị cho trẻ à, không biết là nãy giờ thì bác sĩ phú đã đưa ra rất là nhiều những cái thông tin hữu ích từ nãy giờ rồi à, bác sĩ phú có thể à, điểm lại những cái thông tin chính à, đặc biệt quan trọng cần ghi nhớ cho các quý phụ huynh mình à, nắm bắt lại một lần nữa không hôm à? nay thì chúng ta có tất cả năm ý chính thứ nhất À, lo âu là một cái phản xạ là một cái phản ứng rất là bình thường theo tuổi à, thứ hai được gọi là rối loạn lo âu khi à, có hành vi né tránh một cách rõ rệt ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ à, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ và gia đình và phải kéo dài thường là vài nhiều tuần cho đến vài tháng điều thứ ba gia đình cần làm gì khi trẻ có lo âu à, phụ huynh cần phải giữ bình tĩnh À, phụ huynh cố gắng tập cho trẻ tiếp cận dần với yếu tố gây sợ và tập các bài tập thư giãn và hỗ trợ trẻ trong cái việc tái cấu trúc những cái suy nghĩ khiến cho trẻ cảm thấy lo lắng. Thứ tư là khi nào cần đưa trẻ đi khám? Nếu như trẻ có lo lắng hầu như mỗi ngày à, có hành vi né tránh một cách rõ rệt, à, có những cái triệu chứng liên quan đến cơ thể như hồi hộp, tim đập nhanh, à, khó thở, đau bụng và cuối cùng có những cái hành vi nghi thức mà chúng ta không thể giải thích được thì lúc đó chúng ta cần phải đưa trẻ đi khám và cuối cùng đó là điều trị rối loạn lo âu thì chúng ta sẽ lựa chọn giữa việc điều trị tâm lý hoặc là điều trị tâm lý kết hợp với điều trị thuốc như vậy lo âu sợ hãi có thể chỉ là phản ứng bình thường của trẻ Trừ khi trẻ có các biểu hiện hành vi quá bất thường Ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ cũng như là chất lượng sống của trẻ và gia đình Theo như bác sĩ Phú đã chia sẻ Thì yếu tố gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát hiện sớm Hỗ trợ trong việc điều trị Và quan trọng nhất là luôn luôn quan tâm đến những cảm xúc của trẻ Bởi vì thật ra thì gia đình đôi khi cũng chính là cái nguyên nhân dứt khiến cho trẻ rối loạn lo âu Vì thế gia đình luôn luôn giúp trẻ tự tin can đảm vượt qua nỗi sợ và không tạo áp lực quá lớn đối với trẻ là điều vô cùng cần thiết Hiện nay, khoa tâm lý bệnh viện Nhi đồng 1 đã triển khai điều trị cho trẻ rối loạn lo âu và mang lại nhiều kết quả khả quan. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón, thăm khám tận tình và giải đáp các thắc mắc của quý vị. Cuối cùng xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Kim Phú đến từ khoa tâm lý bệnh viện Nhi đồng 1. Chúng tôi hy vọng quý vị đã có thật nhiều thông tin thú vị trong buổi chiều nay. Nếu quý vị muốn xem lại hoặc chưa kịp theo dõi, quý vị có thể truy cập vào trang YouTube của bệnh viện Nhi đồng 1 hoặc trên trang fanpage chính thức của bệnh viện Nhi đồng 1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại